Dạ rồi, đây là mã cá cuối cùng mình sẽ cân. Đây là chú cá chim to nha. Đây chị Dũng không? Con cá chim đó là 6,5 kg đó chú. Con cá chim 6,5 kg. Rồi, con cá cháo nửa lạng. Rồi, bây giờ em xin phóng sinh chú cá chim xuống trước đi. Cá chim to, cái mặt cái nó dữ là gì. Đi liền luôn. Ở đây cá cháo. Một con 500 g, một con 6,5 lạng là 1 kg, 1 kg nửa lạng, 1 kg là như thế này nữa. Bao nhiêu? Rồi thêm cái này 800 g nữa là 1,8 kg, là 16,8 kg. Dạ rồi, em xin phóng sanh. Này có 16,8 kg. Dạ. Tôm thẻ này còn sống. Còn con tôm thẻ này nó bị con tôm thẻ này nó bị đè nên nó tỉnh luôn rồi. Hay quá chị ơi, thả xuống nó tỉnh là nó bơi đi liền. Chú này dọn luôn đăng cho sạch nè.